dẫn với dòng sông Nin, kim tự tháp và lời nguyền của các pharaon. Sự vĩ đại và kỳ diệu của kim tự tháp như món quà kết tinh từ sự sáng tạo, công sức và cả máu của người Ai Cập cổ đại. Cleopatra là vị nữ hoàng Ai Cập nổi tiếng bởi sự thông minh, mưu lược và là biểu tượng của vẻ đẹp quyến rũ. Cleopatra còn được ghi chép trong lịch sử của La Mã và Hy Lạp cổ đại như là một huyền thoại sắc đẹp cùng câu chuyện tình lãng mạn với Julius Caesar và Mark Antony, hai nhà lãnh đạo La Mã hùng mạnh. Sau khi hay tin cái chết của Antony, Cleopatra vô cùng đau khổ, nàng sửa soạn thật đẹp và lộng lẫy, sau đó tự kết liễu đời mình bằng một chú rắn độc. Người Ai Cập cổ có những quan niệm linh thiêng về cái chết. Những chữ tượng hình cùng hàng loạt hình ảnh được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ khắp các lối đi bên trong kim tự tháp như ký hiệu để dẫn lối đưa người chết đến thế giới bên kia. Đây chính là nơi an nghỉ cuối cùng và cũng là nơi để họ chôn chặt tất cả những bí mật vĩ đại nhất đời mình. Người chết sẽ được ướp xác một cách nghiêm trang cẩn thận và được đưa xuống lăng mộ, kèm theo lời nguyền rằng thần linh sẽ bảo vệ thể xác, lưu giữ trọn vẹn trí thông minh ở thế giới bên kia. Một số vị thần nổi tiếng trong tín ngưỡng của Ai Cập cổ đại được sùng bái như Horus, thần bảo hộ cho các ngài pharaon; Anubis, vị thần trong năm thế giới người chết; hay thần Seb, biểu tượng của hoàng gia Ai Cập. Đại kim tự tháp Giza, kỳ quan nhân loại được nhìn thấy từ mặt trăng và là công trình cao nhất thế giới trong 4.400 năm. Niềm tự hào bởi trí tuệ kiệt xuất của văn minh Ai Cập cổ đại cho đến tận ngày nay, những bí ẩn về phương pháp xây dựng cùng cách thức để di chuyển 2,3 triệu khối đá với trọng lượng lên đến 50 tấn mỗi khối vẫn là một câu hỏi lớn khiến nhiều người đời sau thán phục. Đất nước Ai Cập sẽ chào đón bạn bằng những nụ cười ấm áp và những con người thân thiện. Bạn hãy đến với hành trình đầy bí ẩn và đặc sắc này, chinh phục thiên nhiên hoang sơ của núi và cát, khám phá những bí ẩn huyền bí của một đất nước Ai Cập cổ xưa đầy mê hoặc với những trải nghiệm tuyệt vời nhất.